Ngày 24 tháng 5, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự sinh hoạt chi bộ tại chi bộ Bản Muôn, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Trong tháng 5, chi ủy, chi bộ, ban quản lý bản đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động bà con nông dân tập trung thu hoạch lúa vụ xuân hè, xoài và các loại cây trên nương, chủ động phòng chống dịch cho đàn vật nuôi, quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng dư nợ hơn 6,5 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện có hiệu quả, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước của bản được nhân dân thực hiện đảm bảo theo quy định. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận công tác chuẩn bị các bước quy trình của buổi sinh hoạt chi bộ bản theo đúng quy định. Các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng cao. Đồng chí đề nghị thời gian tới, chi bộ bản tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là đoàn viên thanh niên, đảng viên nữ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mường Sại tiếp tục định hướng hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, quan tâm giúp đỡ chi bộ bản Muôn cũng như các chi bộ trong xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.